Huấn luyện viên Park Hang Seo bắt bài Malaysia, quyết thắng ở Mỹ Đình. Trong phần họp báo trưa nay, thầy Park cũng như huấn luyện viên Tan Trinh Huê đều khẳng định quyết tâm chiến thắng. Phần họp báo của Malaysia Phóng viên, sự chuẩn bị của Malaysia cho trận gặp Việt Nam lần này so với AF Cup 2018 thì Malaysia đã có những thay đổi ra sao về chuyên môn. Huấn luyện viên Tan Trinh Huê Malaysia vẫn đang không ngừng tập luyện để nâng cao thể lực, chiến thuật cho trận đấu vào tối mai, mùng 10 tháng 10. Đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo về sự thay đổi của đội tuyển Việt Nam so với AFF Cup 2018. Đội tuyển Việt Nam đã cải thiện nhiều mặt về đội hình, chiến thuật, thể lực. Các bạn đã chơi ở Asian Cup, lọt vào đến tứ kết và chỉ chịu thất bại trước Nhật Bản. Tôi thấy họ đang thi đấu trên sân nhà, nhận được sự trông đợi lớn của người hâm mộ. Chúng tôi phải chuẩn bị đầy đủ và kỹ lưỡng để đối đầu với đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt như hiện nay, kết quả tốt nhất vẫn là công hiến một lối đá đẹp cho trận đấu ngày mai. Sức mạnh đến từ các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp Malaysia thế nào? Chúng tôi có một số cầu thủ nhập tịch trong đội hình của mình, họ đang có thể trạng rất tốt và tôi đang chuẩn bị những điều tốt nhất để có được kết quả có lợi cho trận gặp Việt Nam, xa hơn là tiến sâu tại vòng loại World Cup. Vì sao Malaysia lại chọn đá giao hữu với Sri Lanka? Với tư cách một huấn luyện viên, tôi luôn có những trận đấu khởi động để làm nóng cho toàn đội. Dù đối thủ có mạnh hay yếu ra sao, thì đó cũng là cơ hội để các cầu thủ có cơ hội để cọ sát, tạo đà tâm lý cho trận đấu với Việt Nam. Dưới thời Tan Trinh Huê, Malaysia đã thua cả hai trận ở Mỹ Đình và không ghi được bàn nào. Liệu điều này có ảnh hưởng gì tới Malaysia hay không? Đúng là khi tôi dẫn dắt đội tuyển Malaysia đã không có được kết quả tốt tại Mỹ Đình, nhưng bóng đá thì không ai nói trước được điều gì. Bởi vậy tôi vẫn luôn lạc quan vào cuộc đối đầu giữa hai đội sắp tới. So với AFF Cup, Việt Nam không có sự phục vụ của hai tuyển thủ quan trọng là Đình Trọng và Văn Đức, ông đánh giá thế nào về điều này? Tôi thấy đó không hẳn là lợi thế cho chúng tôi, Malaysia vẫn phải giữ được mình cho sự tập trung để có được kết quả tốt nhất. Các tiền đạo Malaysia không có được nhiều bàn thắng ở giải quốc nội, điều này có làm ông lo lắng hay không? Giải vô địch quốc gia Malaysia hiện nay có khá nhiều cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ Malaysia cũng ghi được số lượng bàn thắng nhất định. Tôi vẫn luôn cố gắng để lựa chọn được những nhân tố tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Cùng với đó là tạo điều kiện và đưa ra lời khuyên để tất cả có thể thể hiện được tốt nhất. Cảm thấy khác biệt thế nào so với AF Cup 2018 và để ý cầu thủ nào bên phía Việt Nam nhất? Cầu thủ Sheffield Ahmad trả lời. Theo tôi thấy, Malaysia đã từng thi đấu ở Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 và quen với sân đấu này, đội tuyển Việt Nam đang có phong độ tốt nhất và sẽ đạt được kết quả tốt. Anh đang có phong độ ghi bàn tốt, liệu có nghĩ mình có thể duy trì điều này trong trận gặp Việt Nam không? Phóng viên Malaysia hỏi. Từng cầu thủ trong đội đều tự tin về trận đấu ngày mai. Tuy nhiên tất cả chúng tôi đều hiểu rằng mình cần phải cải thiện nhiều để đối đầu với Việt Nam. Phần họp báo của Việt Nam Phóng viên, ông đánh giá thế nào về sự sẵn sàng của Công Phượng và Văn Hậu cho trận đấu sắp tới? Huấn luyện viên Park Hang Seo, Công Phượng đã có mặt ở Việt Nam vào ngày 7 tháng 10, còn Văn Hậu hôm qua mùng 8 tháng 10 mới có mặt. Hai cầu thủ này tập trung muộn hơn so với các cầu thủ khác. Dù vậy, trong thời gian đó, ban huấn luyện vẫn luôn theo dõi tình hình của họ. Riêng Công Phượng, tôi cũng lo vì cậu ấy không được thi đấu nhiều lắm. Nhưng tất nhiên vẫn tham gia luyện tập đầy đủ chúng tôi đã kiểm tra thể lực của công phượng và không có vấn đề gì việc thay đổi múi giờ cũng đáng lo nhưng sáng nay tôi hỏi cậu ấy thì được báo cáo là không có gì quá đáng lo văn hậu cũng không gặp vấn đề gì cậu ấy có ra sân ở đội dự bị trước khi về nước phải bay quãng bay dài cũng có sự mệt mỏi nhất định cũng như có sự mệt mỏi nhất định nhưng không phải vấn đề gì quá lớn toàn đội sẽ có buổi tập vào chiều nay nữa để đưa ra những sắp xếp cuối cùng Ông đánh giá thế nào về sự thay đổi của đội tuyển Malaysia so với AFF Cup 2018? Malaysia giờ có thêm một số cầu thủ nhập tịch, sức mạnh chắc chắn tăng lên. Tuyến tiền vệ của họ giờ đây mạnh hơn và độ an toàn cao hơn. Họ có cầu thủ số 20 đang là quân bài quan trọng cùng với số 13 và 11 cũng là những cầu thủ chạy cánh tốt và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Malaysia. Họ sẽ có những đường lên bóng tốc độ từ bên cánh từ đó đưa bóng vào trong và tỷ lệ có được bàn thắng khá cao. Tình hình lực lượng của đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này ra sao? Liệu có cầu thủ nào đang gặp phải chấn thương và phải chia tay đội tuyển vì lý do này không? Ông đã chốt danh sách hay chưa? Về việc chốt danh sách, tôi xin phép chưa công bố vào lúc này vì tôi cũng chưa nói chuyện với họ. Mong tất cả hãy thông cảm và hiểu cho điều này. Dư luận không khỏi lo lắng về thể lực của các cầu thủ Hà Nội do thi đấu quá nhiều trong mùa giải qua. Hùng Dũng nghĩ sao về vấn đề này? Đỗ Hùng Dũng trả lời: Các cầu thủ Hà Nội tuy thi đấu nhiều nhưng lên tuyển thì được ban huấn luyện chăm chút rất chú đáo, đặc biệt về vấn đề dinh dưỡng. Huấn luyện viên trưởng và bác sĩ tròi có nhiều trao đổi để có những tính toán tốt nhất. Theo quan điểm của tôi, quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần. Tất cả các cầu thủ đều sẽ phải sẵn sàng để vào trận với tinh thần tốt nhất. Ý kiến về việc luôn có rất nhiều tiếng kèn Vuvuzela ở sân Mỹ Đình Ken Vuvuzela gây tiếng ổn lớn và khá nhức ta cho cầu thủ. Anh em trên sân đôi khi cũng cảm thấy khó khăn trong việc trao đổi với nhau. Huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy có bao nhiêu phần trăm tự tin chiến thắng trước Malaysia khi bất bại trước ba lần chạm trán đối thủ này tại AFF Cup 2018. Huấn luyện viên Park Hang-seo Tôi không bao giờ để ý quá nhiều đến những kết quả đối đầu trong quá khứ, bởi mọi thứ đã ở lại phía sau cả rồi. Tôi sẽ không nói mình tin tưởng bao nhiêu phần trăm, nhưng chắc chắn tôi mong muốn Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Malaysia vào ngày mai. Thầy Park đánh giá khá cao tuyến tiền vệ Malaysia. Hùng Dũng đã có nghiên cứu gì về các cầu thủ này chưa? Hùng Dũng, Malaysia có cầu thủ nhập tịch gốc Úc chơi khá toàn diện. Việc phải đối đầu với những cầu thủ có gốc gác ở ngoài khu vực Đông Nam Á chắc chắn sẽ mang tới những khó khăn nhất định, nhưng ban huấn luyện cũng sẽ có những phương án để đối đầu với vấn đề này. Hùng Dũng nghĩ sao về việc đá cặp với Tuấn Anh? Hùng Dũng Trận gặp Thái Lan là lần đầu tôi đá cặp với Tuấn Anh và chưa được ăn ý cho lắm. Trong thời gian qua, tôi, Tuấn Anh cũng như Huy Hùng và Đức Huy luôn được huấn luyện viên trưởng trao đổi về việc phải luôn chuẩn bị để có thể đá cặp với bất kỳ ai một cách tốt nhất. Tuyển Việt Nam để thắng Malaysia, tưởng khó mà lại dễ. Thưa quý vị, tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia 10 tháng sau trận chung kết AFF Cup sẽ không dễ dàng cho các chàng trai áo đỏ, nhưng mà khác biệt là nằm ở phù thủy Park Hang Seo. Đầu tiên chúng ta hãy cùng phân tích những khía cạnh khó mà chúng ta sẽ phải gặp trong trận đấu này. Sau cuộc so tài ở chung kết AFF Cup 2018, tuyển Malaysia hiện đang cho thấy sự tiến bộ chóng mặt về chuyên môn khi chơi khá tốt ở vòng loại World Cup 2022, bất chấp lực lượng không thay đổi quá nhiều. Nhìn Malaysia đấu Indonesia, UAE và mới nhất là chiến thắng trước Sri Lanka, có thể thấy nhận định đói trên không phải là thiếu cơ sở khi đội bóng của huấn luyện viên Tan Chân Hòa đã đá quá hiệu quả và kỷ luật hơn rất nhiều so với thời điểm gặp tuyển Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái. Ngoài hàng công với một Siafiq Ahmad có phong độ cao bên cạnh Talaha kinh nghiệm, thì hàng thủ hai cách chơi của Malaysia đang cho thấy những thay đổi lớn khi đá một cách kỷ luật chịu khó pressing, sẵn sàng gây khó cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đang khá đau đầu với việc thiếu vắng đình trọng, người đã chơi rất hay ở AFF Cup, hai nhóm cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Văn Hậu, có quá ít thời gian tập trung cùng các đồng đội, cũng là một vấn đề tuyển Việt Nam muốn thắng Malaysia không phải là đơn giản nhưng lại dễ vì ông Park cao tay hơn. Quay trở lại với mốc là hai trận chung kết đi và về ở AFF e Cup thì rõ ràng chiến thắng cho tuyển Việt Nam là không phải bàn cãi vì đẳng cấp và cũng bởi chiến lược gia người Hàn Quốc cao tay hơn so với huấn luyện viên Tan Chen Hoa. Ông Park cao tay hơn ở chỗ, hiểu các cầu thủ của mình như thế nào, đang có gì để phát huy tất cả khả năng trong một trận đấu sinh tử. Cái cách huấn luyện viên người Hàn Quốc giấu Anh Đức cho trận lượt về để ghi bàn quyết định là một ví dụ rõ nhất và trận tới đây thì rất có thể những tân binh như Trọng Hùng và một nhân tố khiến cho người Mã bất ngờ bên cạnh các đàn anh đang có phong độ cao như Văn Toàn, Tuấn Anh, thậm chí ông Park cũng tính cho con Phượng như một phương án quyết định đến sự thành bại ở thời điểm cuối trận đấu. Không chỉ có một huấn luyện viên cao tay hơn, xét trên năng lực, từng vị trí, thì rõ ràng Việt Nam cũng trên cơ so với Malaysia, bất chấp quan hải công phượng văn hậu không phải đang có phong độ cao nhất. Ngoài ra, như đã phân tích trước đây, hàng thủ Malaysia dù đã chơi tốt hơn so với thời điểm AFF Cup 2018, nhưng thực tế vẫn chưa được coi quá kính kẽ cũng như kinh nghiệm, đảm bảo được các tình huống xuống từ hai biên của tuyển Việt Nam luôn đầy tốc độ. Chỉ bằng những điểm mạnh hơn như thế là đủ để tuyển Việt Nam hướng tới một chiến thắng, chưa nói tới việc sau lưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có 4 vạn khán giả phủ đầy sân Mỹ Đình vào tối ngày 10 tháng 10 này. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa ba điểm đã nằm gọn trong tay thầy trò ông Park, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là may mắn, phong độ của các tuyển thủ trên sân. Nhưng với những gì đang có thì hãy cứ tin vào chiến thắng của tuyển Việt Nam vì chúng ta đang là nhà vô địch Đông Nam Á.